khung thành đó là thủ môn Quốc Cường, các thủ môn áo số 11 Quốc Thịnh, số 97 Quang Nhật, số 8 Cường Thịnh, số 9 Thành Tài. Vâng, như vậy tín hiệu còi của trọng tài Quốc Trung đã vang lên, trận bán kết 2 của chúng ta đã được bắt đầu. Như vậy bước vào giải đấu này, đội bóng La Tiến trong trận mở màn của mình đã để thua trước đội bóng La Quyết với tỷ số 1-4. Thì ở trận đấu thứ hai, họ đã có chiến thắng 5-2 trước Đường Thánh và qua đó đã có được tấm vé thứ hai của bảng A bước vào vòng bán kết. Tuy nhiên ngày hôm nay trước đội bóng La Tiến là một đội bóng mạnh, một tập thể sở hữu rất nhiều những cầu thủ sinh năm 2011. À, thậm chí theo như ban tổ chức đánh giá chúng tôi, sức mạnh của đội bóng La Thắng và La Quyết là ngang nhau, nên chắc chắn cũng sẽ là một trận đấu khó khăn nữa dành cho đội bóng La Tiến. Như vậy trên sân của đội bóng La Tiến chỉ có một cầu thủ sinh năm 2011, đó là cầu thủ Mạnh Dũng. Và tất cả những cầu thủ còn lại chỉ đều sinh năm 2012 hoặc 13. À, những học sinh lớp 6, lớp 7. À, tất cả các cầu thủ bên phía đội bóng La Thắng đều đang học lớp 8, ngoại trừ thủ môn Quốc Cường. Và đây cũng là đội hình mạnh nhất mà đội bóng La Thắng đã thường tung ra trong cả hai trận đấu của vòng bảng. Tình huống đá biên của cầu thủ Quốc Thịnh. Bên phía đội bóng La Thắng có hai cầu thủ tên Thịnh, đó là Quốc Thịnh mang áo số 11 và Cường Thịnh mang áo số 8. So với những đội bóng như La Phong và La Hùng thì đội bóng La Tiến chắc chắn sẽ không được đánh giá cao bằng các đối thủ trước đó có đội bóng La Thắng. Cho nên có lẽ trận thi đấu bán kết này theo như đánh giá của ban tổ chức chúng tôi, thậm chí cũng sẽ là một trận thi đấu có phần dễ dàng hơn những trận thi đấu vòng bảng của đội bóng La Thắng. Thì đội bóng La Thắng cũng đã vừa trải qua một trong những trận đấu có bảng đấu tử thần nhất trong lịch sử của giải bóng đá. Và chúng tôi cũng còn nhớ rằng trước đây trong năm 2003. Vâng, như vậy sau khi tham khảo công nghệ video thì ban tổ chức và trọng tài Quốc Trung đã xác định sẽ có một tình huống đá phạt đền dành cho đội bóng La Tiến. Như vậy là một cơ hội rất lớn để có thể mở tỷ số dành cho La Tiến. Và có lẽ đứng trước bóng đó là cầu thủ hay nhất La Tiến, Duy Thắng. Như vậy bàn thắng mở tỷ số của đội bóng La Tiến có lẽ sẽ có phần làm cho trận bán kết của chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Đội bóng được đánh giá có phần yếu hơn là đội bóng đang được có một chút lợi thế. Như vậy bàn thắng của Duy Thắng được thực hiện ở phút thi đấu chính thức thứ tư của trận đấu. Và ngay sau đó là một tình huống giao bóng rất nguy hiểm của Thành Tài. Thành Tài đã có một tình huống giao bóng, bóng đã chạm tới sáng ngang của khung thành thủ môn Tuấn Sang. Và trong những ngày qua thì có lẽ cũng là những ngày thi đấu rất thành công của bóng đá La Tiến. Chỉ ngày hôm qua thì đội bóng thanh niên La Tiến đã có được thắng lợi hủy diệt 6-0 trước đội bóng thanh niên La Hùng. Còn đó thanh niên La Tiến đã có được chức vô địch trong mùa bóng năm nay. Vẫn là những tình huống uy hiếp của đội bóng La Tiến.
Lan thắng là tốt. Đừng ngập nó vậy đấy. Môn ngoài bắt kém. Môn kém nhất. Thằng này con hơn kém nhất rồi thằng này. Môn đừng ngập thôi. Môn đánh mắt kém nhất. Môn thì môn đừng đánh. Như vậy sẽ có tình huống đá biên dành cho La Thắng. Đây là Thành Tài. Vừa rồi đã có một tình huống thi đấu tinh táo của Tuấn Sơn. Và ngày hôm nay chắc chắn đội bóng La Tiến cũng sẽ có sự chăm sóc đặc biệt dành cho cầu thủ Thanh Tài, người đã có 5 bàn thắng tới thời điểm hiện tại. Tình huống đặc biệt của Quang Nhật, bóng đã tới chặn chúng cột dọc khung thành của thủ môn Tuấn Sang. Lên hết rồi. Là tiến cả đây thủ, đằng nào cũng thua. Vào vai là thành công rồi. Nhẹ tí rồi, quan trọng. Bớt bẩn lên vào chung kết chứ đùa. Đấy này. Một lần nữa sóng gió đã hiện ra trước khung thành của thủ môn Quốc Cường. Bóng đã tìm tới sang ngang. Thiếu chút nữa đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội bóng áo đỏ. Kêu bóng rồi. Rồi đã có một tình huống, có lẽ là thực hiện tình huống phạt cố định của Thanh Tài, tìm tới đúng vị trí của Tuấn Sang. Như vậy là bóng đá chạm chân của Cương Thịnh và đi hết đường biên ngang, phát bóng lên dành cho bóng La Tiến. Có lẽ đó là một phần bóng hơi tâm lý của thủ môn Quốc Cường. Sẽ có tình huống đá phạt góc dành cho đội bóng La Tiến. Quả chơi đùa khán giả. Đúng, chơi đùa khán giả vậy. Đấy vào thì là 2-0. Vâng, như vậy là trong ít phút đã có tới 2 quả phạt đền dành cho đội bóng La Tiến. Và chắc chắn người thực hiện tiếp theo đó vẫn sẽ là Duy Thắng. Thắng ơi, nghe quả nhá. Duy Thắng đối mặt với Quốc Cường. Bàn thắng thứ hai của Duy Thắng. Tỷ số của trận đấu được nâng lên 2-0. Và cách biệt lúc này đang là 2 bàn. Và khó khăn lại được gia tăng trước đối với đội bóng áo xanh. Tuy nhiên thời gian của trận đấu là còn rất nhiều cho những nỗ lực của bóng La Thắng. Bàn thắng của Duy Thắng được thực hiện ở phút thứ 10. Thanh Tài. Vậy đã có tình huống phạm lỗi của Tuấn Sơn. Trọng tài Quốc Trung đã dành cho cầu thủ áo số 5 một chiếc thẻ vàng. Vậy đây là tình huống đá phạt trực tiếp của bóng La Thắng, và đứng trước bóng lúc này đang là Thanh Tài. Và cự ly hàng rào của chúng ta sẽ là tối thiểu 5 mét.
mọi phán đoán đều là vô nghĩa ở trận này. Của ngày hôm nay những trận đấu của chúng ta rất hấp dẫn. Còn nếu như trước đó trận đấu giữa La Quyết và La Phong, thậm chí chúng ta đánh giá đội bóng La Quyết là một đội bóng mạnh, nhưng họ đã để thua trước La Phong. Và ngày hôm nay cũng vậy, đội bóng La Thắng trước khi bước vào trận đấu này, với việc sở hữu đội hình với dàn cầu thủ to cao và cũng được đánh giá có phần nhỉnh hơn, nhưng lúc này chính là Thắng đang bị đội bóng La Tiến dẫn trước với tỷ số 2-0. Như vậy bàn thắng San Bằng cách biệt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, được thực hiện bởi cầu thủ mang áo số 9 Thành Tài. Từ tình huống phát bóng lên, bóng đã chạm vào đầu của Thành Tài, và như vậy Thành Tài đã nhen nhóm cơ hội dành cho đội bóng La Thắng. Và như vậy có lẽ đã có một tình huống cao chân dành cho cầu thủ Quang Nhật, và chắc chắn thời gian của chúng ta còn rất nhiều, thậm chí những thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất cũng còn nhiều, và còn cả một hiệp thi đấu thứ hai ở trước mắt, và chắc chắn những diễn biến còn lại của trận đấu là rất nhiều. Như vậy trọng tài Quốc Trung xác định đã có một tình huống đá phạt lên dành cho La Thắng. Và những điều diễn ra trong ít phút vừa qua của hiệp thi đấu thứ nhất cũng là một điều mà những khán giả trung lập rất mong muốn, đó là những bàn thắng, một thế trận cân bằng. Và đặc biệt theo ban tổ chức chúng tôi quan sát trong rất nhiều năm gần đây, những khán giả trung lập và thường xuyên sẽ cổ vũ cho đội bóng có những vóc dáng và thể hình nhỏ con hơn. Vâng, và theo những đội hình thì đăng ký với ban tổ chức thì lực lượng của đội bóng La Tiến là rất dày, và chắc chắn trong những năm tới đội bóng La Tiến sẽ là một đội nhi đồng mạnh trên địa bàn thôn La Xuyên. Vâng, và đặc biệt trong mùa giải năm 2025 sẽ là kỷ niệm giải đấu lần thứ 30, và chắc chắn ban tổ chức chúng tôi cũng như các cá nhân tổ chức sẽ tổ chức một giải đấu hoành tráng. Như vậy đã có bàn thắng gỡ hòa dành cho đội bóng La Thắng, vẫn là kịch bản từ những tình huống phát bóng. Như vậy trận đấu của chúng ta đã có 4 bàn thắng và đã trở lại với vạch xuất phát. Vâng, và có lẽ bàn thắng chúng tôi sẽ tính cho cầu thủ Quốc Thịnh. Và như vậy đó là tình huống phát bóng của cầu thủ Quang Nhật. Quang Nhật đã có bàn thắng rất quan trọng và quý giá dành cho đội bóng La Thắng. Vâng, và chắc chắn lúc này thì đội bóng La Thắng sẽ còn là đội bóng có tinh thần tốt hơn. Và thực hiện tình huống đá phạt góc, đó là Thành Tài. Và lúc này trên bảng xếp hạng những cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất thì Thành Tài đang là cầu thủ dẫn đầu khi em đã có tới 6 bàn thắng. Và cầu thủ Minh Chiến của La Quyết đã có được 5 bàn. Đó cũng là những chỉ tiêu mà chúng tôi sẽ xét đến khi bình bầu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Thủ đại biên của Quang Nhật chắc chắn trong ít phút còn lại, những tình huống cố định mà Quang Nhật thực hiện sẽ gây ra rất nhiều khó khăn dành cho Tuấn Sang. Vâng,
Chết ui trời ơi. Có lẽ đã có ý đồ mà Thành Tài đã treo bóng dành cho Quang Nhật và thực hiện tình huống đánh đầu. Rất tiếc cho cầu thủ mang áo số 97 đã không có một điểm chạm nào. Tuấn Sơn. Con này em xin mua anh cái số của cô Thoa với. Cô Thoa mầm non đây. Không sao đâu, Thanh Hòa. Vâng, và ngoài việc diễn ra các trận thi đấu rất hấp dẫn, trận thi đấu bán kết và chung kết trong buổi chiều ngày nay và ngày mai thì trên địa bàn của khu vực trung tâm nhà văn hóa thôn La Xuyên, ban tổ chức chúng tôi buổi tối nay, sáng mai và buổi tối ngày mai cũng sẽ tổ chức rất nhiều các hoạt động. Buổi tối hôm nay chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian dành cho các em thiếu niên nhi đồng. Và bên cạnh đó, với những cố gắng nỗ lực của đoàn thanh niên các xóm thì ban tổ chức chúng tôi cũng đã dựng trại thu ở trên địa bàn của khu vực trung tâm nhà văn hóa. Đây là Thanh Tài, vẫn là đi bóng của Thanh Tài. Tài đã qua được 3 người nhưng trong tình huống vừa rồi đã bị ngăn chặn bởi cầu thủ Mạnh Dũng. Tình huống đá biên lên dành cho đội bóng La Tiến. Thăng Thịnh. Những nỗ lực của Thanh Tài. Có lẽ vừa rồi đó là một tình huống xử lý hơi cầu toàn của cầu thủ Đức Sang. Như vậy lúc này hiệp đấu thứ nhất của chúng ta đã bước sang phút thi đấu chính thức thứ 18. Một hiệp đấu rất hấp dẫn, đã có 4 bàn thắng được ghi, chia đều cho cả hai bên, tỷ số đang là 2-2. Có tình huống đấm bóng của Tuấn Sang. Sẽ lại là tình huống phát bóng của Quang Nhật. Được Thanh Tài. Ngày hôm nay chắc chắn Thanh Tài sẽ bị các cầu thủ La Tiến kèm rất sát. Chậm thôi, giữ lại một đi. Đấy, bóng đá chạm vào Quốc Thịnh và đi hết đường biên dọc. Đá biên dành cho La Tiến. Và người thực hiện đó là cầu thủ số 5 Tuấn Sơn. Duy Thắng. Đức Sang. Vâng, có lẽ tới thời điểm hiện tại là một hiệp đấu được đánh giá là hay đối với đội bóng La Tiến. So với La Thắng thì có lẽ đội bóng La Tiến đang thi đấu một cách tự tin hơn. Năm thằng lớp 8 của đội quyết lực cao to. Nhà lực nó tầm này nó đá lúc mệt lắm. Tranh chấp của Duy Thắng và Quốc Thịnh. Bình tĩnh thôi. Đây là Quốc Thịnh. Đấy, rất hay, rất. Lại là Duy Thắng. Duy Thắng có mặt ở tất cả các điểm nóng ở trên sân. Rồi. Hoạt tình huống xử lý không hiểu nhau của Quang Nhật và Quốc Thịnh. Thanh Tài. Hướng đi bóng của Thanh Tài. Vẫn là Thanh Tài. Như vậy bóng đã đi hết đường biên ngang. Bê bàn, bê bàn, bê loa, bê bàn, bê loa.
Vâng, và ngày hôm nay cũng là một ngày thi đấu vất vả của thủ môn Quốc Cường bên phía đội bóng Loa Thắng. Cũng may cho Quốc Cường là trước em đã có rất nhiều sự bọc lót của các cầu thủ như Quang Nhật. Thủ môn chứ. Có lẽ đây cũng là những diễn biến cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Một hiệp đấu rất hay. Như vậy trọng tài Quốc Trung đã nổi còi chấm dứt hiệp thi đấu thứ nhất của trận bán kết 2. Hai đội rời sân với trận thi đấu bán kết. Và nhận thấy tầm quan trọng của hiệp thi đấu thứ hai, cả hai đội bóng cũng đã có sự thay đổi người. Như vậy bên phía đội bóng La Thắng, cầu thủ duy nhất đã vào sân và thay cho như vậy là duy nhất đã vào sân để thay cho vị trí của cầu thủ đá xuống. Như vậy là Cường Thịnh đã rời sân. Có tình huống đá biên dành cho đội bóng La Tiến. Bên phía đội bóng La Tiến có sự thay đổi người. Như vậy Đức Nghĩa, cầu thủ mang áo số 22 đã vào sân. Và Tuấn Sơn mang áo số 5 rời sân. Vừa rồi là một huống đá biên khá nguy hiểm của Đức Sang, cầu thủ mang áo số 18, bóng đá chạm sang ngang khung thành của thủ môn Quốc Cường. Ngày hôm nay khung thành của Quốc Cường liên tục trao đảo. Lại tiếp tục là một tình huống phát bóng nguy hiểm của Đức Sang. Ngay sau đó là tình huống dứt điểm của cầu thủ hay nhất bên phía đội bóng La Tiến, đó là Duy Thắng. Duy Thắng đã có được hai bàn thắng trong trận đấu này, cả hai bàn thắng đều thực hiện từ tình huống đá phạt đền ở hiệp 1. Nhưng gần đấy vẫn chưa là đủ đối với nỗ lực của đội bóng La Thắng. La Thắng đã cũng liên tục có được hai bàn thắng và cũng là một kịch bản rất giống nhau, đó là hai bàn thắng từ những tình huống phát bóng liền như thế này. Còn như vậy bên phía La Thắng so với Cường Thịnh thì cầu thủ duy nhất là cầu thủ mang tính chất tấn công nhiều. Như vậy là bàn thắng thứ 3 của đội bóng La Thắng. Lúc này cách biệt đã được nâng lên. Lần đầu tiên trong trận đấu đội bóng La Thắng dẫn trước đội bóng La Tiến. Và đây là bàn thắng thứ 2 của cầu thủ mang áo số 97 Quang Nhật. Và điều quan trọng, bàn thắng của Quang Nhật đã đem lại chút lợi thế dành cho đội bóng La Thắng trong ít phút còn lại. Đức Sang. Duy nhất là một cầu thủ chơi tấn công bên phía đội bóng La Thắng. Trong những trận đấu trước thì Duy nhất cũng đã có một số cơ hội và cũng rất nhiều lần Thành Tài đã trao cơ hội dành cho Duy nhất, nhưng chưa một lần cầu thủ mang áo số 7 thực hiện thành công. Và ngày hôm nay thì La Thắng vẫn đặt hy vọng vào Duy nhất. Đây là Thành Tài. Và ban tổ chức chúng tôi đề nghị tất cả quý vị khán giả, chúng ta hãy đứng khu vực cách xa khu vực đường mít tối thiểu là 1 mét để đảm bảo tính công tâm. Người phạt góc dành cho bóng La Tiến. Thành Tài.
Anh Tài đã không thể qua được Duy Thắng. Đều là hai cầu thủ nhỏ con và rất nhanh nhẹn bên phía ga đội bóng. Rất tiếc đã không có tình huống dứt điểm của Duy Thắng trong tình huống vừa rồi. Duy Thắng cũng đang gây ra rất nhiều khó khăn đối với những cầu thủ to cao bên phía đội bóng La Thắng. Quốc Thịnh. Vâng, và chắc chắn đội bóng La Tiến sẽ cố gắng nỗ lực rất nhiều. Khách biệt lúc này cũng đang rất mong manh. Đội bóng La Tiến nếu như có được bàn thắng san bằng cách biệt thì một cơ hội đi tiếp của đội bóng này là cũng còn rất nhiều. Và với những tính chất của những trận đấu rất quan trọng, ban tổ chức đề nghị quý vị khán giả chúng ta hãy đứng xa khu vực đường biên. Rất tiếc cho tình huống rồi, bóng đã đi ngang khung thành của thủ môn Quốc Cường và bóng nó cũng đã rất gần với cầu thủ mang áo số 8 Mạnh Dũng. Mạnh Dũng đã không có một tình huống chạm bóng trong tình huống vừa rồi. Đáng tiếc dành cho đội bóng La Thắng. Bóng vẫn trong cuộc. Duy Nhất, Thành Tài. Vẫn là Thành Tài. Đây là Duy Nhất. Quang Nhật. Đội bóng đã chạm chân của Đức Sang và đi hết đường biên dọc đá biên dành cho đội bóng La Thắng. Thành Tài sẽ có một thủ đá phạt góc dành cho đội bóng La Thắng. Quang Nhật vừa rồi đã có một tình huống dứt điểm rất nhanh của cầu thủ Quang Nhật và có lẽ đã có một sự xuất sắc của thủ môn Tuấn Sang. Quốc Thịnh phản công dành cho đội bóng La Tiến. Đây là Đức Nghĩa. Đức Nghĩa đã gây ra rất nhiều khó khăn dành cho Quốc Thịnh và cầu thủ Quang Nhật. Một tình huống mất bóng không thực sự chắc chắn của Tuấn Sang và rất may sóng gió đã trôi qua. Cả Tuấn Sang và Quốc Cường đều là hai thủ môn cũng không phải là hai thủ môn có chiều cao tốt, cho nên với những tình huống bóng bổng hai thủ môn đang thi đấu có phần chưa được chắc chắn. Rồi Duy Thắng, Duy Thắng đã qua là rất nhiều các cầu thủ, vẫn là Duy Thắng thôi. Rất tốt trong tình huống vừa rồi. Tình huống đã làm nức lòng những quý vị khán giả trên sân. Và có lẽ nếu có được bàn thắng đó là một tình huống hoàn hảo. Rất tiếc tình huống chuyền bóng của Duy Thắng. Thời điểm chạm bóng của Đức Nghĩa thì bóng đã gần rất gần với vị trí của thủ môn Quốc Cường. Tình huống dứt điểm góc sút đã còn rất hẹp. Đây là Đức Nghĩa. Đức Nghĩa đã gặp chút khó khăn đối với sân vận động bàn cờ cho thủ môn. Đây là Thành Tài. Vẫn là Thành Tài. Đây là cơ hội quay cho Thành Tài. Rất may cho thủ môn rồi. Cái chân của thủ môn Tuấn Sang đã cứu cho đội bóng La Tiến một bàn thua trông thấy. Chúng tôi cũng ngồi với rất gần với góc sút trong tình huống vừa rồi và nhìn một cách rõ ràng đó là một tình huống cản phá của thủ môn Tuấn Sang. Những phút vừa qua cho thấy những tình huống bóng hay trao cho cả hai bên. Tình huống đá phạt góc của Đức Nghĩa. Vậy là sẽ có tình huống vâng, và đội bóng La Tiến có sự thay đổi người. Như vậy Tuấn Sơn sẽ tiếp tục vào sân và cầu thủ rời sân là Mạnh Dũng.
Vào đi. Đứng đây đã. Rồi rồi. Ý cái trần luôn cho nó. Như vậy lúc này cầu thủ nhiều tuổi nhất của đội bóng La Tiến đã vào sân. Rồi có lẽ bên phía đội bóng La Thắng thì cầu thủ đã có được hai bàn thắng, đó là Quang Nhật đã bị đau. Bây giờ là tình huống chủ động đấm bóng của thủ môn Quốc Cường. Những tình huống đá biên mặc dù là một tình huống gián tiếp nhưng cũng sẽ gây ra rất nhiều những tình huống nguy hiểm dành cho cả hai bên. Ở trong trường hợp bóng chạm một cầu thủ hoặc chạm vào cột dọc hoặc xà ngang thì chúng ta cũng sẽ không thể biết được những nguy hiểm mà trước mắt sẽ diễn ra như thế nào. Đã nửa thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 đã trôi qua. Lúc này La Thắng đang dẫn trước. Đội bóng La Tiến với tỷ số 3-2. Một bàn thắng được ghi trong những phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2. Tới thời điểm tại được ghi do công của Quang Nhật. Vâng, và cho dù kết quả của trận đấu này thế nào thì chúng ta cũng phải dành sự tán thưởng dành cho đội bóng La Tiến đã thi đấu rất hay trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, như vậy đã có tình huống phạm lỗi đối với Thanh Tài. Có lẽ Thanh Tài cũng đang có phần hơi đau. Vâng, và hy vọng là đây cũng chỉ là một chấn thương nhẹ nhàng đối với Thanh Tài và em sẽ vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Một trong những cầu thủ và là những niềm hy vọng rất lớn lao của đội bóng Như Lòng Có Thắng trong giải đấu năm nay. Và chắc chắn với những cá nhân như Thanh Tài, Thanh Tài, Quang Nhật, Quốc Thịnh, Cường Thịnh, những cầu thủ sinh năm 2011 bên phía đội Hoa Thắng, năm nay các em sẽ rất mong chờ sẽ có được một danh hiệu để có thể chia tay giải đấu. Và đây cũng là năm thi đấu cuối cùng của các em. Nếu như kết quả của trận đấu được giữ nguyên trong thời điểm hiện tại thì đội bóng La Thắng sẽ gặp lại đội bóng La Phong. Nhưng với thời gian khoảng hơn 10 phút còn lại, chắc chắn đội bóng La Tiến sẽ không để yên. Đây là tình huống phản công của đội bóng La Tiến. Đức Nghĩa là cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị của đội bóng La Tiến, nhưng với việc thay đổi chiến thuật trong hiệp 2, Đức Nghĩa đang gây ra rất nhiều khó khăn dành cho hàng phòng ngự bên phía La Thắng. Đây là Đức Nghĩa. Đây là Duy Thắng. Thủ sức đẹp của Duy Thắng. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Quốc Cường. Và thi đấu rất kinh nghiệm của Thanh Tài. Thanh Tài cũng hiểu được rằng sức ép cũng như sự nguy hiểm của Duy Thắng. Một đội bóng đã có đá chạm vào đầu của Duy Nhất. Lẽ với thời điểm hiện tại giải đấu năm nay, Duy Nhất vẫn đang rất vô duyên với những tình huống dứt điểm cuối cùng. Bóng đã chạm vào Thanh Tài và đi hết đường biên ngang phạt góc dành cho La Tiến. Bóng vẫn trong cuộc. Vâng, và
Năm nay thì ban tổ chức chúng tôi cũng đã áp dụng luật bù giờ, và với những khoảng thời gian bóng chết chúng ta sẽ có khoảng thời gian bù giờ. Bảo đi. Nên là quý vị khán giả hãy cũng hết sức yên tâm là cũng sẽ không thể để ra những trường hợp mà sẽ câu giờ, và chúng ta hãy để cho các em sẽ có một cái thể trạng sức khỏe tốt nhất. Chưa hiểu luật. Mà này thì chưa hiểu luật. Các bạn lúc này mới. Và như vậy là trận đấu của chúng ta lại được tiếp tục. Tình huống chạm bóng của duy nhất. Đã có một tình huống chạm bóng lăn xả của Tuấn Sơn. À, Quang Nhật thì cũng đã biết của Quang Nhật. Thành Tài, của đó Thành Tài đã chủ động đã biến thẳng về phía khung thành của Tuấn Sang và đã có một tình huống chạm bóng của duy nhất. Bàn thắng vẫn chưa đến với cá nhân cầu thủ mang áo số 7. Bây giờ lại là một tình huống giao bóng ngoài phát bóng nguy hiểm của cầu thủ Đức Sang. Bóng đã chạm vào đầu của Quang Nhật. Vâng, đội bóng giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ bước vào trận thi đấu chung kết, sẽ diễn ra vào lúc 15:30 buổi chiều ngày mai. Và sẽ gặp đội bóng La Phong. Và đội bóng để thua sẽ gặp đội bóng La Quyết trong trận tranh hạng 3 diễn ra vào lúc 14:30. Cơ hội dành cho Đức Nghĩa. Trọng tài Quốc Trung sẽ cho thực hiện lại tình huống đá biên. Phản công dành cho La Thắng, đây là Thanh Tài. Tình huống đi bóng của Thanh Tài. Hay lắm. Đây là Đức Nghĩa, tình huống dứt điểm từ xa của Đức Nghĩa. Nhiều dùng một lăng mạnh cũng dùng. Nhưng có khi quay nhiều lại quen tay như vậy, đỡ phải... Đúng rồi, quay lại quay quen tay đi. Đỡ phải đứng cái hành kia. Quay nó có phải có thời lượng quay lên chân được. Rồi đã có tình huống phát bóng của La Thắng và Tuấn Sang đã chủ động đấm bóng đi hết đường biên dọc. Đá biên dành cho La Thắng, Thanh Tài. Đức Nghĩa. Duy Thắng. Duy Thắng đã không thể qua được Thanh Tài. Nhưng rất may trong tình huống vừa rồi, còn một tình huống can thiệp của Duy Thắng đã gây ra khó khăn dành cho Thành Tài. Tình huống đá biên hơi mạnh của cầu thủ mang áo số 9. Vâng, và chúng tôi thấy trên màu áo, trên áo của các cầu thủ nhi đồng của La Tiến và La Thắng đều ghi những dòng chữ là những cái tên của Mạnh Thường Quân tài trợ cho những đội bóng quê hương của mình trong nhiều năm qua. Và giải đấu của chúng ta được tổ chức thành công và ý nghĩa là một phần rất quan trọng từ phía các nhà tài trợ. Duy Thắng, Tuấn Sơn. Tình huống dứt điểm từ xa của Duy Thắng. Và đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Đó là Thắng đang dẫn trước đội bóng La Tiến với tỷ số 3-2.
vào bàn nữa mới hay. Vào pen nữa mới hay. Vất bóng. Vâng, và với cổ động viên La Tiến, chắc chắn rồi họ luôn sẽ mong muốn có một kết quả có lợi, và đối với những khán giả trung lập trên sân lúc này chắc chắn cũng đang rất mong chờ bàn thắng san bằng tỷ số của đội bóng La Tiến. Tình huống sau đó của Quang Nhất. Vậy trọng tài cũng trùng sẽ thăm cần thành cho đội bóng La Thắng. Câu hỏi rất lớn dành cho đội bóng La Thắng có thể nâng tỷ số lên 4-2. Và chắc chắn nếu bàn thắng thứ tư được ghi thì đây cũng sẽ là dấu chấm hết cho đội bóng La Tiến. Người thực hiện đó là Thanh Tài. Như vậy là bàn thắng thứ 7 của Thanh Tài trong giải đấu này. Và điều quan trọng lúc này Thanh Tài đã giúp cho La Thắng dẫn trước La Tiến với tỷ số 4-2. Cách biệt lúc này được nâng lên là 2 bàn. Và như vậy là bóng La Thắng cánh cửa bước vào trận chung kết. Trận thi đấu cuối cùng đang mở ra rất rộng đối với đội bóng La Thắng. Ngày hôm nay thực sự đội bóng La Tiến đã chơi rất hay và đã để lại rất nhiều cảm xúc cho cổ động viên La Tiến cũng như rất nhiều các cổ động viên ở trên sân. Sở hữu những cầu thủ nhỏ con nhưng đã gây ra rất nhiều khó khăn dành cho đội bóng to cao La Thắng. Sau tình huống này La Tiến có sự thay đổi người, như vậy Bảo Long sút. Đứng im ra hay đi ngoài. Đứng yên đấy. Không. Tình huống là bên của Quang Nhật. Như vậy thời gian thi đấu, thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai là 4 phút. Được chưa vào nhá. Và như vậy sau tình huống này Bảo Long sẽ vào sân và Đức Nghĩa sẽ rời sân. Đưa đấy. Vào đi. Nghĩa ơi, ngồi xuống. Lại vào là một tình huống phát bóng nguy hiểm của Quang Nhật. Như vậy ngày nay 4 bàn thắng, 2 bàn thắng của Quang Nhật và 2 bàn thắng của Thanh Tài, những cầu thủ chơi xông xáo và hay nhất bên phía đội bóng La Tiến, La Thắng. Như vậy là bàn thắng thứ 5 rồi. Và đây sẽ là củng cố vững chãi cho tấm vé bước vào vòng trận chung kết của đội bóng La Thắng. Và bàn thắng thứ 8 của Thanh Tài trong giải đấu này. Và chắc chắn đây cũng sẽ là cơ sở để ban tổ chức chúng tôi tham khảo trong danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm nay. Thế biệt lúc này đang là 3-3. Đã có những thời điểm đội bóng La Tiến đã dẫn trước La Thắng với tỷ số 2-0. Và như vậy có lẽ bàn thắng là của Quang Nhật cũng một tình huống phát bóng. Như vậy với một chiến thắng rất dồn dã.